20.000 một cây. Rồi Vi cầm giùm ha, 20.000 cây nha cô chú. Cây rất là cao cho mình luôn ha. Thì đối với cái loại này thì 10 cây Vi gửi hàng, 20 cây Vi bao ship và được tặng 2 cây luôn. Rồi, ok nè cô chú ha. Cúc thọ hương cô chú, số lượng có rất nhiều nha. Rất là nhiều, số lượng chắc khoảng gần 2.000 mấy cây luôn. Xin kính chào quý cô chú anh chị mình đã quay trở lại kênh nha. Dạ ngày hôm nay thì em có ghé vườn của vườn mai Tiến Vi nha cô chú ha. Thì hôm nay bên vườn sẽ giao lưu với cô chú anh chị một số cái mặt hàng chơi Tết cô chú nha. Dạ thì địa chỉ vườn của mình là ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre nha cô chú anh chị. Rồi ha, em chào Vi nha. Rồi, chào Ngân ha. Rồi chào tất cả cô chú anh chị mình đang xem kênh luôn. Ở hôm nay đến với vườn em thì hôm nay em có xả một số loại mai chơi Tết ha. Giá là 20.000. À bà 40.000 luôn. Và giờ đầu tiên thì em vô giỏ siêu nụ ha. Rồi. Đây là hàng dàn giỏ siêu nụ đó. Thì để là vườn em xử lý hết luôn. Để đi đo cái chiều cao ha. Đây cô chú anh chị. Rồi nha. Cái mặt hàng giỏ siêu nụ bên vườn của Vi. Của nó là khoảng 7.5 ha. 7.5 nè. Đều có cái củ đế. Lô này là củ đế ha. Khoảng 22 ha. Cao đi. Cái này chưa Vi chưa dựng đọt thì cao khoảng Vi lấy 59 đi. Tám ngàn khoảng 35 đi, tới 35 ngàn. Rồi thì đối với loại này thì vườn Vi sẽ giao lưu với giá là 150 một cây. Rồi 150 một cây ship nha. Dạ một cặp chỉ có 300k bao ship thôi cô chú anh chị. Mà lô này đế rất là đẹp, củ đế quá trời đẹp cho mình luôn ha. Rồi là nụ nút lên rất là nhiều luôn ha. Nụ này đây cô chú ha, mình nhìn cái vàng nụ nút giùm em nha cả nhà. Rồi ha, Vi bóc một cái cây nữa đi Vi. Cái này là do mới tưới á cô chú nên là cái củ đế nó ướt á nên nó chưa có nổi lên hung á. Cái này mà đây cô chú nè, tham khảo giùm em nha. Cái này mới tưới nè, nó ướt củ đế nè. Chứ để nó khô lên là củ đế nổi lên đẹp lắm, nhìn dễ thấy. Nụ rất là kẹo luôn. Đây cô chú nha, nụ kẹo cho mình ha. Rồi. Rồi Vi cứ bóc thêm một số cây nữa đi Vi cho cô chú anh chị mình tham khảo. Rồi, siêu nụ bay luôn cô chú nha. Củ quá trời. Dạ em để ngón tay cái cho cô chú anh chị mình so sánh nha. Đó. Quá trời cô chú nha. Dạ chỉ có 150 một cây thôi cô chú, quá ưu đãi cho mình luôn nha. Rồi ha. Giờ Vi sẽ bóc tới cho cô chú anh chị mình tham khảo luôn nha. Nói chung là cái hàng này củ đế đẹp. Hàng lựa cô chú nha. Rồi. Hàng lựa không? 150 một cây. 150 một cây. Dạ một cặp là 300k bao ship cô chú nha. Rồi, ví dụ như em bóc đại nha. Em bóc cái cây này, Vi cầm giùm em Vi. Rồi. Đây bà chủ cầm giùm nha. Đây cô chú nha. Đó, trời ơi cái cây nó thùm lum tà là luôn cô chú. Cái mặt hoa nó cực kỳ duyên luôn ha. Đây. Quá trời đẹp luôn cô chú. Để giỏ siêu nụ từ 8 đến 12 cánh ha. Dạ, đây nè, cô chú ha. Cái vỏ của nó mỏng nên thích hợp cho cái chủ chị mình ở vùng khí lạnh ha, miền Bắc ha. Đây cô chú ơi, nè, cái củ đế quá trời luôn, chỉ có 150 một cây thôi cô chú, nhanh tay nha. Dạ số lượng có hạn luôn cô chú ha. Cái này Vi có tầm khoảng chừng 100 cây chứ gì Vi ha. Cỡ đó ha. 100 cây trở lại. Rồi ha, bây giờ mình sẽ giao lưu cái mặt hàng tiếp theo nha Vi nha. Tiếp theo thì Vi sẽ giao lưu là giỏ siêu nụ luôn ha. Cái nào Vi? Ồ cái phơm bự ha. Đây cô chú anh chị. Trời ơi nó bự, sao bự vậy ta? Quá trời cô chú ơi. Cái hàng này khủng cho mình luôn ha. Ồ nó cao nè. Đó. Có lùn cũng có ha. Ừ, rồi. Cái này là ghép mấy mùa Vi? Hơn 2 mùa rồi. Gần 3 mùa luôn rồi. À. Cao là cao 65. Rồi, cao 65. Cái này nó có chưa dựng đọt mà cao nó chắc cũng cỡ đó Vi ơi. À. Còn miếng cái này lùng ha, lùng thì nó tròn ha. Tròn nó lùng nó khoảng chưa dựng đọt lên, nó dựng đọt lên khoảng 46 á. Rồi. Đây cô chú ha, về cái phần củ đế nè. Quá trời luôn nha. Hoành của nó là khoảng 7.5 ha. Củ hoành cũ. Hoành cũ là 17. Rồi. Đây. Thì đế là đế đa dạng luôn, cô đế thì có vấn đề ha. Thì đối với loại này Vi sẽ giao lưu với giá là 200.000 một cây. Trời ơi. 200.000 một cây, một cặp 400k Vi sẽ bao ship luôn. Vi cầm một chậu lên cho Ngân coi Vi, khủng khiếp lắm cô chú. Chỉ có 200k một cây thôi nha. Dạ, 200k một cây. Trời ơi cô chú ơi, vậy là 200k một cây nè, khủng khiếp nè. Bà chủ bà cầm muốn không nổi luôn nha cô chú. Dạ, chỉ có 200k thôi. Để Vi bóc vài cái cây có đế khác nữa. Ok. Đấy, cô chú ha. Trời ơi cái đế quá trời đã luôn cô chú ơi. Ai mà mê đế cô chú nha, mình sưu tầm về mình chơi nha. Nụ khủng khiếp luôn nha cô chú. 200.000 một cây. 200.000 một cây. Rồi, một cây gửi hàng không Vi? Một cây gửi hàng không? Gửi hàng luôn. Một cây gửi hàng mà không bao ship, nhưng mà cái
dưới sông cái cây này đó rất là nặng. Ừ. Ship tới gần 50.000 luôn á. Ờ. Rồi ha. Ví dụ như cây này cô chú. Nè. Có 200.000 cây luôn rồi ha. Để Ngân quay cây này cô chú mình tham khảo với nha. Đó, vi bóc nè. Trời ơi cô chú ơi, nó quá trời bự luôn. Rồi quay bên kia đi. Đây cô chú nè. Cái đế nó nơm nơm đẹp cho mình ha. Rồi chỉ có 200.000 cây thôi cô chú, quá trời bự luôn nha. Chiều cao tầm khoảng chừng 60 xăng ha. Ví dụ như cây này nó cao khoảng 70 nè. Thì cái tàn của nó khoảng 30 à. Rồi, nó có chiều cao ha. Thân thì thân lắc luôn, cũng chỉ cũng 200 đế, cũng 200 củ đế này cô chú nè. Thích phương cao thì cứ alo ha. Vi bóc dùng Ngân có cây có mặt hoa kìa, Vi cho cô chú anh chị mình tham khảo luôn nha. Dạ, cái lô này của Vi mặt hoa rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đây trời ơi, cái cây cũ thì tán ngang của nó khoảng 30 à. Nó cao thì tán ngang của nó khoảng 30 ha. Rồi chỉ có 200.000 một cây thôi cô chú anh chị. Một cây gửi hàng, hai cây bao ship ha. Rồi rồi số lượng hơn 100 cây ha. Rồi nếu mà cô chú anh chị mình có nhu cầu mua sỉ về bán thì mình alo cho Vi giùm em luôn nha cô chú. Trời ơi nó đã cô chú ơi. Ủa rồi ha, để quay sơ lược cô chú mình xem cái nha. Nói chung nó rất là khủng nha cô chú ha. Nè cái này nó cỡ ngón chân cái của mình đổ lên đó cô chú, cái củ gốc á. Rồi cái nào đâu Vi? Thì có phong lùn nha. Rồi cái phong lùn nó sẽ tròn một chút, phong lùn chắc sau khoảng 40 à. Rồi đây cô chú ha. Để rồi phơm lùng đây, củ đế này cô chú ha. Rồi cái này là cũng đồng giá ha Vi? Đồng giá luôn. Dạ. Rồi cô chú mình thích phơm lùng thì alo cho Vi ha, nói phơm lùng ha. Đây những cái cây này là phơm lùng nha cô chú nha. Mình tham khảo dùm em nha. Mặt hoa thì nó đẹp các cô chú ha. Củ đế nó cũng đẹp cho mình luôn. Nói chung là cái giá này quá rẻ luôn cô chú. Mình mua về mình sưu tầm chơi Tết nha. Quá ok luôn. Rồi. Một hơn 100 cây thôi cô chú nha. Không có nhiều ha. Rồi một cái lô này là hơn 100 cây. Cô chú anh chị mình nhanh tay nha. Một cây 200k nè, một cây gửi hàng. Hai cây thì 400k bao luôn phí ship của chú anh chị mình ha. Cô chú anh chị mình ha, thì cái mặt hàng tiếp theo bên vườn của Vi hôm nay sẽ giao lưu với cô chú anh chị mình là cái mặt hàng da mai giảo tự sắn nha. Rồi, mai giảo tự sắn nha cô chú anh chị. Cái giảo tự sắn này thì vườn Vi sẽ hôm nay sẽ xả với giá là 40.000 một cây ha. Rồi. Đó, thì cao hơn một cây tay của Vi. Có cây không nhận đọt thì nó sẽ hắt đổ ha. Mà hiện tại thì cây đang ôm nụ, nụ kim rất là nhiều luôn. Thì giá là 40.000 một cây ha. 5 cây gửi hàng và 10 cây sẽ bao ship. 5 cây gửi hàng, 10 cây bao ship nha cô chú anh chị mình. 40.000 một 40.000 cây. Dạ, củ đế rất là đẹp cho mình nha cô chú hết ha. Đây. Vi cho tham khảo củ nha. Đây là cô chú. Vi sắp ra một số cái củ cho cô chú anh chị mình tham khảo nha. Thì nói chung bên vườn á là đầu tư về cái bộ đế cô chú nha. Đế rất là đẹp cho mình luôn nha cô chú. Và nút nụ mình thấy nó đang lên nè. Khá là nhiều cho mình luôn ha. Giống như cây này hùm lùm mà đế là dạng cũ nè. Rồi, như vậy cũng 40.000 thôi Vi. 40.000 luôn. Đó, rồi. Đế dạng cũ ha. Này giống như là nôm luôn rồi nè. Rồi, đó, nó hùm lùm nè, có nụ kim hết rồi. Thì 40.000 một cây. 5 cây gửi hàng, 10 cây sẽ bao ship. Dạ 5 cây gửi hàng nha cô chú anh chị, 10 cây bao ship cho mình ha. Rồi, cái này là mặt hàng mai giảo sắn bên vườn của Vi nha cô chú anh chị ơi. Cây này nó cao. Mình tham khảo giùm em ha. Dạ nó có nhiều form nha cô chú ha, tông cao, tông lùn ha. Dạ cô chú mình thích cái loại nào thì mình alo cho Vi xả luôn. Đó. Dạ. Số lượng mình có nhiều không nè? Số lượng chắc khoảng 100 cây đó lại. Rồi, chỉ có 100 cây thôi nha cô chú ha. Mình tham khảo giùm em nha cả nhà. Rồi, mình có nhu cầu mình mua, mình trồng lại á để mình bán Tết thì mình cũng alo cho Vi giùm em ha. Cây này cao nè. Đó, cao. Đế cái dạng này. 40.000 cây. Cái đế nè, cái đế ở trong ha. Đế là có quấn và biến của chú ha. Rồi, 40.000 cây ha. Rồi, số lượng tầm khoảng chừng 100 cây ha. Rồi. Rồi thì tới cái mặt đến. Tiếp theo. Thì Vi cũng xả số mai luôn. Mai này mai gì Vi? Trong này các mai giống nè. Mai giống ha cô chú. Tôi lâm cũng có rồi. Cây Vi lựa đi, Vi lựa một số cái mặt hàng ra làm mẫu đi. Lựa giống rồi đi ha. Cô chú anh chị ơi, bên mặt hàng của bên vườn Vi xả nha. Rồi cái loại này là 20.000 cây dùm em nha cô chú anh chị. Thì nó có nhiều giống nha. Rồi, đây là bên vườn giao lưu của mình là Phú Tân hả Vi? Phú Tân. Rồi, dạ Phú Tân nè. À. Củ đế bí đẹp cho mình luôn ha. Cúc tầng ha. Rồi. Cúc vip nè ha. Cúc vip nè cô chú. Bạch mai thái. Bạch mai thái đây. Bạch mai thái ha. Đây. Đó. Rồi cái này là tư long nè. Tư long luôn. Tư long. Đó. Có họ hương nữa. Nhưng mà hồi qua họ. Qua bển nên bây giờ họ xã họ hương kia ha. Rồi ok. Rồi. Đó. Thì cái này tư nó lâm. Có nhiều giống nha cô chú anh chị, lộn xộn như thế này nha. Rồi số lượng thì bên vườn có tầm khoảng chừng 100 cây, trong ngoài chút xíu cô chú nha. Rồi ha, cái này là 10 cây gửi hàng, 20 cây bao ship, là tặng 2 cây luôn nha cô chú anh chị. Rồi giá là 20.000 giùm em cả nhà, 20.000 một cây nha. 10 cây gửi hàng, 20 cây bao ship và tặng luôn cô chú anh chị mình 2 cây ha. Rồi cả nhà ơi, số lượng có hạn nha, mình tham khảo giúp em cái lô này nha cô chú.
cô chú anh chị ha. Rồi cái mặt hàng rồi, này là mặt hàng tiếp theo là Vi sẽ giao lưu với cúc họ Hương nha. Cúc họ Hương này thì cây cũng được mùa rưỡi, gần hai mùa rồi ha. Thì đối với loại này Vi hôm nay Vi sẽ xải với giá là 20.000 một cây. Rồi 20.000 một cây như thế này cô chú anh chị. 20.000 một cây. Rồi Vi cầm giùm ha, 20.000 cây nha cô chú. Cây rất là cao cho mình luôn ha. Thì đối với cái loại này thì 10 cây Vi gửi hàng, 20 cây Vi bao ship và được tặng 2 cây luôn. Rồi, ok nè cô chú ha. Cúc họ Hương cô chú, số lượng có rất nhiều nha. Rất là nhiều, số lượng chắc khoảng gần 2.000 mấy cây luôn không? 2.000 mấy cây luôn ha. Và hiện tại cây vẫn có một hoặc hai cái nụ cho mình chơi Tết luôn nha. Rồi cô chú ha. Một số cây đó có nụ luôn nè. Đây cô chú, em bóc ngẫu nhiên nè ha, em thấy củ đế nó có quấn cho mình rất đẹp ha. Cây của Vi đang cầm nha, có quấn đế hết cô chú anh chị mình nha. Dạ như thế này, Vi cầm đi Vi. Rồi, như thế này chỉ có 20.000 cây thôi cô chú nha. Rồi cái này ha, là 10 cây gửi hàng, 20 cây bao ship, tặng thêm 2 cây nha cô chú anh chị. Giá quá ưu thương cho mình luôn nha. Rồi cô chú tham khảo giùm em nha. Đây, okay, số lượng thì có tầm khoảng chừng 2.000 cây á cô chú. Rồi mình có nhu cầu mình về mình trồng đất thì mình tham khảo giùm cái lô này nha. Cái lô này là xử lý đế hết, nhưng cô chú anh chị mình cứ yên tâm mua về mình trồng đất ha. Rồi, đế là xử lý hết. Rồi, tiếp quá theo trời luôn cô chú nha, số lượng có rất nhiều cho mình luôn nha. Đây, qua tới siêu bông Sài Gòn đi. Siêu Sài Gòn cô chú nha. Đúng rồi, siêu bông Sài Gòn thì cây này là cây hơn một mùa rồi, cứng rồi, cứng cáp rồi. Và đặc biệt cái lá của nó ha, cái lá nó như vậy, hòn ha. Bật biệt tờ nụ rồi ngon. Nụ nè cô chú ha. Quá trời luôn ạ. Rồi, mới có hơn một mùa à, nụ đeo sắc rạc luôn nè. Cái này chơi Tết được nha cô chú. Thì rồi, hàng này chơi Tết được. Thì cái này mình giao lưu sao đi? Cái chiều cao, cái chiều cao của nó thì mình đo ngang đi Vi, lít đo ngang tay đi Vi, cho dễ. 2 ha. Thì cây này nó cao khoảng chừng 40 lên ha. 40 thì có cây là cao khoảng 5 đến 70 luôn ha. Có cây cao khoảng 5 đến 70 luôn. Siêu bông Sài Gòn của chú nha. Cái này về lấy đặc biệt là cái lô này là có nụ hết. Cô chú anh chị mình cứ yên tâm về mình chơi Tết ha. Thì giá em giao lưu là 100.000 một cây. Đó. 100.000 một cây. Gửi hàng từ 3 cây và 5 cây, 2 cây, 3 cây bao ship luôn. Đó. Đấy, gửi hàng nụ từ mấy cây nào? Gửi hàng từ 3 cây luôn, 3 cây và bao ship luôn. Bao ship, ok. Nụ nút nó dữ lắm, 100.000 một cây ha. 3 cây là có 300k mình chơi Tết luôn. Rồi. Siêu bông Sài Gòn ha. Thì đối với loại siêu bông Sài Gòn này em sẽ bao chuẩn cái mặt bông bự cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi. Rồi. Giỏ siêu nụ nha, giỏ siêu nụ thì cây như thế này, Vi sẽ giao lưu với giá là 90.000 một cây. 90 một cây như thế này nha cô chú anh chị. 3 cây gửi hàng, 5 cây Vi bao ship. Rồi ha cô chú ơi, ha, mình mua 10 cây Vi sẽ tặng 1 cây. Rồi, cho mình coi cái đế nha Vi. Đế là đế cũ luôn, đế cũ đế cũ luôn. Rồi mình để. Thì như vậy ha, có cây nó như vậy, đó, 90.000 một cây thôi. 5 cây Vi bao ship luôn. Đây cô chú anh chị nha, giá 90.000 cây giùm em nha cả nhà. Trời, mặt hoa nó có luôn nha. Hoa rất là nhiều cánh và rất là đẹp cho mình cô chú anh chị. Số lượng của Vi rất là nhiều ha, số lượng khoảng chừng 500-600 cây luôn á. Rồi, 500-600 cây cho cái mặt hàng này cô chú nha. Mình có ý định mua đi bán Tết ha, mình tham khảo giùm em nha. Cái này có giá sỉ tại vườn ha Vi ha. Có nha. Rồi, ok. Đây cô chú anh chị, củ đế như thế này nha. Ai lấy phơm cao thì có phơm cao luôn. Đó, củ nút nụ rất là nhiều luôn. Dạ, chiều cao trung bình thì em tính cho cô chú anh chị mình ha, tầm khoảng chừng 2 găng tay của em là cỡ 40cm ăn lên nha cô chú ha. Thấp nhất là cũng 40cm. Rồi, có cây thì cũng cao khoảng chừng 60 luôn á. Đây, củ đế đẹp cho mình ha. Và nút nụ nè cô chú, nhìn cái vàng nút ha. Nụ vàng, nụ cho mình nha. Rất là ok luôn. Và đặc biệt là cái mặt hoa của nó rất là chuẩn á cô chú. Đây ha, một cái nụ mà nó nở ra rất là nhiều bông nha cô chú nha. Đây nè, nó nở chùm như thế này cô chú, rất là mê luôn ha. Đây cô chú ơi, cái mặt hoa của nó rất là đẹp cho mình luôn. Mặt hoa giả siêu nụ nha cô chú anh chị. Rồi cô chú ơi, số lượng bên vườn Vi thì có tầm khoảng chừng 500-600 cây ha. Dạ như thế này là 90.000 một cây nha. Rồi cái này là 3 cây gửi hàng á Vi ha. 3 cây gửi hàng, 5 cây bao ship. 5 bao ship, 10 tặng 1. Rồi cô chú anh chị quá ưu đãi, quá yêu thương luôn. Đây, phong cao cũng có phong cao luôn cô chú anh chị. Rồi. Có phong cao, củ đấy đẹp cho mình luôn cô chú ha. Giá lượng tầm 500-600 cây. Dạ, đế đẹp. Đấy nè, củ đế quá chừng đã cô chú ha. Cái hàng này hoàn toàn liền cốt nha cô chú ơi. Hàng ghép tầm 2 mùa đổ lên. Thầm lùm. Rồi, 90.000 cây cô chú. Nói chung 90.000 cây là chơi Tết là bao phê luôn. Vì có cái cây đẹp quá nè Vi ha. Vi cho cô chú anh chị mình tham khảo đi. Củ đế đẹp quá chừng luôn ha. Đây. Mà cái form này thì nó hơi lùn nha cô chú nha, nhưng mà củ đế nó quá trời đẹp ha. Cũng dáng vậy luôn cô chú nha. Rồi mình tham khảo giùm em nha cô chú ha. Đó. Nè, củ đế đẹp quá chừng ha. Nó dáng bay bay luôn cô chú. Nghiêng ha. Rồi ha, cô chú mình thích cái loại nào thì mình alo bên vườn giúp em nha cả nhà ơi.
hàng tiếp theo là giả siêu nụ hàng chậu 2 nha cô chú anh chị mình. Hàng này hàng chậu 2 ha. Thì đối với loại này Vi sẽ giao lưu với giá là 130 một cây. Rồi 130 cho 130 một cây. Thì Vi gửi hàng từ 2 cây ha. Mà mua 5 cây á là còn 500k, 4 cây. À có nghĩa là Là mua 4 cây là 500k là 125.000 cây, 4 cây Vi sẽ bao ship. À ok luôn. Không, bây giờ Vi bán cho cô chú anh chị mình là 125.000 cây đi, rồi 2 cây gửi hàng, 4 cây bao ship. Đó, giá yêu thương luôn đi, vậy đi cho dễ nè. Cơ mà 2 cây gửi hàng, 4 cây mình mới bao ship. Biết rồi, đang quay phải không? Ừ, đang quay nè. Rồi, đang quay thì rồi 125.000 một cây luôn. Đó, cô cây là như thế này, cây thì chiều cao Vi lấy từ 40 sẽ lên ha. Nè, nụ nè, rất là kẹo luôn, đúng là siêu nụ mà. Mê ha. Rồi, Vi bóc thêm cây nữa đi Vi. Bóc vài cây nữa nha. Rồi. Thì đế là đế dạng cũ ha, 125.000 một cây luôn. 125.000 luôn cô chú ơi, quá đã luôn nè. Cây này cao chắc khoảng 50 luôn rồi ngon. Rồi ha. Nhánh xum xê luôn, nụ kim rất là nhiều luôn ngon ơi. Rồi cô chú ha. Dạ mình tính chiều cao trung bình của nó tầm 40 nha cô chú ha. Còn củ đế của nó thì cao khoảng 60 70 luôn nè. Rồi có luôn nha, phơm lụn phơm cao. Trời ơi. Cái nụ nụ trong mình mẹ nụ ra luôn á. Đây cô chú nghe quá đã luôn. Đảo siêu nụ giùm em nha cả nhà. Có những cái cây nó quá trời cao luôn ha. Rồi, 125.000 cây cô chú anh chị tham khảo giùm em cái lô này nha, đẹp nha cô chú. Nút nụ nè, củ đế ha, ok cho mình nha. Rồi, là 4 cây là giá 500k, bên vườn bao ship cho mình luôn ha cô chú anh chị. Dạ gửi hàng thì là gửi hàng từ 2 cây nha cô chú ha. Dạ 2 cây như thế này thì bên vườn Vi sẽ gửi hàng cho mình nha. Dạ 125.000 cây cô chú. Hai cây gửi hàng ha. Xuống đây bóc tự nhiên luôn nè, đế là đế đẹp. Đây, đế quá trời đẹp cho mình cô chú nè. Bụi chản luôn, chỉ có 125.000 cây thôi nha. Rồi, 2 cây gửi hàng, 4 cây bao ship ha cô chú anh chị. Đây ha, có những cái bộ đế của nó cô chú quá trời đẹp luôn nha. Cái đế này thì nó không có đẹp bằng xuất sắc bằng cái đế của 300k cặp. Đúng rồi. Thì cái cũ nó đó cái gốc của nó cũng nhỏ hơn xíu nữa. Ừ. Đây, Vi cầm giùm Ngân cái chậu này đi. Nè cô chú nha. Mình có thể là mình kết bạn Zalo ha, bên vườn sẽ gửi cho mình tham khảo nha cô chú. Nói chung là cái lô này củ đế cũng rất là ok nha cô chú ha. Đây. Rồi. 125.000 cây ha, hai gửi hàng. Dòng này giống giảo siêu nụ ha. Rồi, giảo siêu nụ luôn cô chú anh chị. Rồi cô chú ơi, thì hôm nay video của em sẽ kết thúc tại đây nha. Dạ mong là cô chú anh chị mình sẽ ủng hộ cho vườn mai của Vi nha. Rồi ha, em sẽ kết thúc video của mình tại đây ha. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã quan tâm và theo dõi ạ.